Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Chào quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2021. Mình tiếp tục học Phật đàn online. Lần trước là mình đã đi qua cái phần là khoảng phần gần cuối của cái phần 40 đề mục của định rồi, nhưng mình đang ở cái phần cuối cùng ha. Đã, xin bây giờ cho mình share cái phần này. Sạc cũng được cho mình ở đâu mày ha. Để cho mình đọc xong thì cái là bằng đi theo nhóm những đặt rồng thuyết rồi ha, rồng thuyết rồi. À đây, như hôm trước là những phương pháp tác ý khác rồi ha. Bây giờ mình vào cái mục á là phần còn lại này, đó là những phương pháp tác ý khác trong cái phần mà quản tự đài đó. Là thêm nữa đó, sự chú ý đến bốn đài chủng thì cần được làm theo những cách sau đây. Một là về ý nghĩa danh từ, hai là theo từng nhóm, ba là bằng những ví thể, bốn là do đặc tính vân vân, năm là do sự phát sinh, sáu là về khía cạnh di động, bảy là về tính chất khả phân và bất khả phân, tám là về giống vật khác, 9 là về phân định trong ngoài, 10 là về sự bao gồm, 11 là về điều kiện, 12 là về sự thiếu phản ứng tâm thức, và 13 là về sự phân tích các điều kiện, tức là duyên. À, tức là cũng tác ý bốn đài đó, nhưng mà có những cái cách khác, cách tác ý khác nhau. Trên kia đó là hôm trước mình học là theo theo cái rồng, theo cái chi tiết đó ha. Bây giờ là có cách khác nữa. Bây giờ là giải thích từng từng cái một ha. Đầu tiên là về ý nghĩa này. Ở đây đó, một người tác ý bốn đài chủng mà về phương diện ý nghĩa đó thì theo hai cách. Nói về biệt tướng thì gọi là đất. Đất tiếng Pali là chữ Pathavi, là vì đó, nó trải ra là Pathata. Bởi vì một cái danh từ đó nó có một cái nó có một cái gốc động từ cắn của động từ đó. Cho nên đất á, thì gọi là đất vì nó trải ra. Cái chữ trải ra này đó, tức là nó chiếm một cái khoảng không gian nào đó. Mình hay dùng cái từ là trướng đồ đó ha. Ví dụ như mình để một cái bao gạo, mình để vô cái phòng thì cái bao gạo nó chiếm cái khoảng không gian như vậy đó. Thì cái việc mà trải ra đó gọi là cái yếu tố đất của nó. Còn gọi là nước vì là chữ apo, tiếng Pali là apo đó, vì cái tính chất của nó là chảy, động từ chảy là apotic. Nước á, thì nó luôn luôn á, là mang cái tính chất á, là nó chảy, mà cái tính chảy của nó, cái chữ chảy này đó là nó một trong những cái đặc tính của nó đó ha. Bởi vì mình thấy là nếu như có đứng yên trừ khi mà nước mà nó bị đóng băng á, thì khi đó cái yếu tố nước mà bị đóng băng á, thì do cái yếu khi đó yếu tố đất á, nó yếu tố nó cứng ha, nó quá mạnh đấy, cho nên cái yếu tố chảy nó bị giảm xuống. Nhưng mà chỉ cần ở trong cái nhiệt độ bình thường á, thì đã là nước á, thì cái tính chất của nó là chảy ha. Hoặc là lướt ha. Động từ khác của nó là lướt là apijati, rồi động từ nữa là làm thỏa mãn apajati. Chị chạy hay chị lướt ha, thì là cái nghĩa nó cũng như nhau.
À, con cái chữ mà làm thỏa mãn này đấy, cái nghĩa này thì nó cũng hơi, nó hơi xa và cái nghĩa chạy một chút ha. À, thì apayati mình có cái chữ là, rồi tiếp theo gọi là lửa đó, tê chô chứ không phải tô chô ha. Ở đây đánh máy ghi sai này, tiếng Pali là chữ tê chô là vì nó làm nóng, thì động từ là tê sát tí. Hôm trước mình học đó, lửa đó nó làm trong 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 cơ thể của mình đó, nó cũng làm ẩm cơ thể lên, rồi nó cũng là làm ấm và nó làm tiêu hóa vật thực đó, cho nên cái đặc tính của lửa là làm nóng và gọi là gió vayu bởi vì nó thổi vayati. Đó là nói về cái biệt tướng, tức là tính cái tánh riêng, tướng riêng của mỗi cái đài. Nhưng nói về tổng tướng đó, thì chúng đều là giới, chữ giới là tha chú vì nó mang tính chất riêng, thì cái động từ mang đó là chara, động đó là chara giác, đây là chara pa. À, một giới tức là động, mình hay nói giới là gì, động từ giới á, là danh từ tha tu, cái gì cũng là mình có cả thể là 18 giới ha, là sáu căn, sáu trần và sáu thức. À, thì mỗi cái giới hoặc là địa giới, đại địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới chẳng hạn, thì mỗi cái như vậy là nó mang một cái tính chất riêng. À, rồi ngoài ra cái nghĩa của nó là con, là vì nó nắm lấy đau khổ, thì cái động từ nắm lấy là adana. Rồi vì từ chữ adana nên có cái chữ a, chữ dana này, cái động từ cái gốc đã gần với cái chữ đó tha thứ, hoặc là vì nó lừa ra đau khổ. Cái này mà muốn biết kỹ hơn đó, thì mình xem thì chương 15 đoạn 19 thì sẽ có phải giải thích kỹ hơn cái phần này. Thì nói chung ở đây đó là muốn giải thích từ cái động từ căn của mỗi cái yếu tố này để lấy ra cái tánh đặc tánh riêng của mỗi nhóm và mỗi mỗi đài ha. Thì đó là đầu tiên là về phương diện ý nghĩa, rồi đến thứ hai đó là theo tự tác thì được trình bày dưới 20 khía cạnh, khởi đầu bằng tóc lông vân vân ha. Rồi thủy đài thì dưới 12 khía cạnh, khởi đầu là bằng mật đàm. Bây giờ về những thứ này thì màu sắc, mùi vị, dưỡng chất và bổn đài phối hợp tám thứ ấy có tên gọi là tóc. Tách riêng tám thứ này thì không còn tên là tóc. Ở đây đó, thì ở đây dấu dấu phẩy bị chữ một, nó dưới một cái dấu phẩy ở đây, đúng ra là màu sắc. Màu sắc là nó một ha. Màu sắc này là một, mùi là hai, vị là ba, dưỡng chất là bốn, cộng với bốn đài là tám. Thì tám tám thứ này đó gọi là tám sắc bất ly. À, hôm trước mình có nói rồi đó, là một cái sắc phạm dù nó nhỏ nhỏ một chút xíu như là một cái hạt bụi, hạt vi trần mà mắt thường mình không thấy được, mà phải nhìn qua kính hiển vi đi nữa đó, thì nó nhỏ xíu như vậy đó, thì ít nhất nó cũng có tám sắc kết hợp mà thành. Tám sắc này đó, nó khi nào nó đi rồi đi chung, không thể tách cái này ra cái kia được ha. Đó là một cái gì nó cũng có màu sắc, nó có mùi, nó có vị, nó có dưỡng chất hết á. Cái dưỡng chất này cũng vậy. À, lúc trước mình có nói đó, dù trong không khí đó mình thấy là không có cái gì cả, với nó bốn ăn không khí mà sống à, nhưng mà có những loài cũng ăn không khí mà sống thiệt. À, như là cây phong lan. À, cái phong lan nó sống ở trong rừng đó, nó bám ở trên cây một chút xíu vậy thôi, hoặc còn mấy cây trong mình, trong cái phong lan mình treo lủng lẳng. À, ở giữa đó thì nó chỉ là gió nó sống thôi. À, nhưng mà trong đó nó cũng có dưỡng chất ha. Cách riêng tám thứ này thì không còn tên là tóc, mà không những tóc mà cái gì cũng vậy, đã tách cái tám sắc bất ly ra thì nó không còn cái sắc pháp đó nữa. À, do đó tóc chỉ là một nhóm tám pháp, lông và những thứ còn lại cũng thế. Cộng thêm hai yếu tố nghiệp sinh thì có nhóm 10 pháp. Màng căn và nam hay là nữ căn. Như vậy là tám sự sắc bất ly rồi ha. Rồi lên lên rồi tới với con người của mình á ha. Thì á, đối với một chúng sanh mình là con người đó, thì mình có ngoài ngoài tám sắc đó thì mình có sắc màng căn. Rồi cộng thêm là sắc giới tính, là hoặc là nam căn hoặc là nữ căn. Nhưng tùy theo tính cách đặc trội hơn, đặc tính cứng hay dính liền mà gọi là thủy đài hay địa đài,
Đó thì mình nói đó, ví dụ như là một giọt nước hay là một cái hạt bụi đó, thì do mình gọi là giọt nước là bởi vì trong đó cái thủy đài á, là nó trôi, mình mới gọi là nước. Chứ trong cái giọt nước đó nó cũng có đất, cũng có lửa, cũng có gió nữa. À, hoặc là hạt bụi cũng vậy, thì mình gọi là đất. Chứ trong cái hạt đất đó thì nó cũng có nước, cũng có lửa, cũng có gió. À, thì đó gọi là tạp khí theo nhóm. Bây giờ thứ ba gọi là tạp khí bằng vi thể. À, trong thân này địa đài kể như tản thành bụi nhỏ và làm thành phấn cỡ như vi trần, thì có thể có lượng trung bình là 1 đô la. À, cái lượng này tức là cái trọng lượng nhỏ nhất đó ha. Địa đài ấy được liên kết với nhau bởi thủy đài với một lượng bằng phân nửa, được duy trì bằng hỏa đài, nghĩa là trơn trượt do thủy đài mà tánh của nó là nhỏ giọt và được bành trướng. Hai phòng lên nhờ phóng đài làm cho nó không bị phân tán rã rời. Thay vì rã rời phân tán thì nó đi đến những tình trạng khác nhau như nam nữ vân vân, và biểu hiện tướng nhỏ, lớn, dài, ngắn, cứng, rắn, chắc vân vân. Thủy đài nghĩa là trạng thái dính liền nhờ được an lập trên địa đài, duy trì bởi hỏa đài và bành trướng bởi phong đài, nên không rỉ hay chạy đi. Thay vì rỉ chạy, nó đem lại sự đổi mới liên tục. Đây là nói đến thủy đài kể như một chất nước giúp cho sự tăng trưởng. Cái câu này ấy là đoạn này ấy là trích từ trong bộ là chữ PM, tức là viết tắt của bộ là Pratisamvida Magga, là bộ Vô Ngại Giải Đạo, trang 361. Và ở đây hỏa đài là cái làm cho tiêu hóa những gì đã được ăn uống vân vân, và là tính chất làm cho ẩm với đặc tính là sức nóng. Nhờ an lập trên địa đài, được liên kết lại bởi thủy đài và bành trướng nhờ phong đài, hỏa đài này duy trì cơ thể và bảo đảm cái dạng vẻ của riêng nó. Và thân này nhờ được hỏa đài duy trì mà nó không bay ra mùi hôi thối. Phong đài đi qua khắp tứ chi và có đặc tính là di động, và được an lập trên địa đài, làm kết tù bởi thủy đài và duy trì bởi hỏa đài, làm thân thể bành trướng mà không sụp đổ, lại đứng vững, và nhờ thứ phong đài di động mà nó dẻo co duỗi nhúc nhích tay chân trong bốn uy nghi đi đứng nằm ngồi. Như vậy cái cơ chế bốn đài này tiến hành như một trò ảo thuật lừa dối kẻ ngu bằng nam tánh, nữ tánh vân vân. Đến đây là sự tác ý đến bốn đài chúng xem như những vi thể. Ở đây mình nói chuyện như những cái vi thể đó, tức là những cái một những cái là thành phần mà nó rất là vi tế đó, nó tạo thành cái cơ thể của mình đó. Thì cái mỗi cái như vậy đó, là ngay cả không phải cơ thể của người không ha, mà tất cả các yếu tố ở trong vũ trụ này, thì mỗi cái thứ nào nó đều có mỗi cái này đó. Trong dù một chút xíu, một mình tách ra một cái sắc pháp một nhỏ đấy nữa, thì trong cái sắc pháp đó thì nó cũng có những cái vi thể ở bên trong. À, đó là những cái yếu tố là đất nước lửa gió đó ha. Thì và ở đây giải thích trong mỗi cái như vậy thì cái tính chất của mỗi đài nó sẽ ra sao, và nó sẽ có một cái lượng đó. Cái lượng mà nhỏ nhất ha, thể lượng trung bình thì gọi là 1 đô la. À, rồi hoặc là nhỏ hơn nữa đó là nếu như trong đất ấy, thì địa đài là 1 đô la, thì khi đó thủy đài ấy, là cái phần mà ít trôi hơn thì nó chỉ còn lại là 1/2 đô la chẳng hạn. Thì mỗi cái đài nó có nó ở ở trong ấy, thì nó mỗi đài nó có một cái góp phần riêng. À, ví dụ như đất đất ấy, thì làm cho nó cứng, à, còn nước ấy, thì nó làm cho nó ẩm ướt, lửa ấy, thì làm cho nó được ẩm nóng, và gió đó để làm cho nó được chuyển động. Ví dụ như cơ thể mình mà không có gió, à, thì làm sao mà mình có cái sự co duỗi, à, rồi mình làm sao mà mình có cái sự nhúc nhích, mà nếu không có co duỗi, không có nhúc nhích thì nó không có sự sống. À, mà không có lửa nó cũng có thể có sự sống. À, người mà nó làm không có lửa là như cái xác chết á, nó lăn tăn lăn ngắt à. À, thì như vậy đó là nói về cái vi thể là vậy. Bây giờ quả tiếp theo là
tác ý về đặc tính. Hành giả nên tác ý bốn đại chủng theo cách sau đây. Địa đại thì gì là đặc tính và nhiệm vụ hay biểu tượng của nó? Thì cái này đó, đặc tính này đó là khi mà mình học ví dụ pháp và quý vị thấy rằng hay có là mình hay nói là một pháp là có đặc tính là hay là còn gọi là gì những cái đặc tính từ tánh pháp đó. Thì một cái là nó có là cái biểu cái lakkhana ha, lakkhana thì gọi là đặc tính, tiếng Anh gọi là characteristic ấy. Mỗi pháp nó có một cái đặc tính riêng, thì địa đài nó có cái đặc tính là cứng, nhưng mà cứng thì không phải có nghĩa là là chỉ có cứng cái gì cứng mới gọi là địa đài, mà cái đồ cứng này là từ cao cho tới thấp, cho nên cái khi mà đồ cứng nó cao thì gọi là cứng hoặc rất cứng, mà khi cái đồ cứng này thấp thì gọi là cái này là mềm, thì mềm đó nó cũng gọi là đồ cứng, cho nên nó cũng là địa đài. Nhiệm vụ của nó là làm nền tảng. Nhiệm vụ của nó là làm nền tảng, bởi vì địa đài á, mình thấy địa đài là cái mà nó là nền tảng, cái này cái mà mình đụng vào chẳng hạn, mình thấy cái mình đụng vào thì cái đó là mình sờ vào, mình thấy cái mặt bàn chẳng hạn, thì cái này đó, cái mình sờ vào được đó chính là cái địa đài đó, và chính cái địa đài này đó nó có chỉ một cái khoảng không gian đó, thì trên cơ sở đó thì phong đài, họa đài và thủy đài đó nó mới ý cử trước đó, nó mới tồn tại được. Cho nên nói là nhiệm vụ của địa đài là làm nền tảng. Rồi nó được biểu hiện là bằng sự đón nhận, bằng nó sự đón nhận. Ví dụ như mình nói trên mặt đất đó, thì mình đổ cái gì á thì nó cũng rót vào mặt đất hết á. Thì cũng như vậy đó, thì tất cả những cái địa đài vì trên đó là nền tảng rồi, cho nên cái gì thì mặt biểu hiện của nó là nó đón nhận hết tất cả những cái, khi mà cái gì xảy tới với sắc pháp thì cái đó địa đài nó đón nhận. Có tới thủy đài, thì thủy đài có đặc tính là rỉ chảy. Nhiệm vụ của nó là tăng cường. Nó biểu hiện bằng sự làm dính lại với nhau. Nhiệm vụ của bây giờ cái tính mà rỉ chảy thì mình thấy dễ hiểu rồi ha. Đặc thủy đài thì có đặc tính là rỉ chảy, còn nhiệm vụ của nó là tăng cường. Tăng cường tức là nó làm cho nó chắc thêm, nó thêm cái sức chắc, nó thêm cái sự kết dính đó. Nó có thể hoặc là mình thấy là cho nam tăng thêm cái sự phát triển đó. Ví dụ như đất là nền tảng rồi, mà con cây cối đó mà nó muốn phát triển thì nó phải có nước. Cho nên cái nước này nó làm cho cái sắc pháp nó phát triển lên, và biểu hiện của nó là làm dính lại với nhau. Nếu như mà sắc pháp mà nó không có cái yếu tố nước kết dính mà thì những cái hạt bột á, nó cứ rơi rơi rạc rạc, mà nhưng mình chỉ cần cho nước vào đó thì cả cái hạt này nó quyển lại với nhau, nó dính lại và tạo thành những cái, mình có thể tạo ra dạng cái này cái kia được. Cho nên biểu hiện của nước tức là sự làm dính lại với nhau. Rồi họa đài thì có đặc tính là nóng. Nóng ý thích nóng nhiều cũng đều là nóng. Nhiệm vụ của nó là làm cho chín. Nó làm cho chín nhiều thứ nghe, đâu nó làm cho chín thức ăn, và thậm chí nó làm cho chín mùi các tế bào, và vì vậy mình già đi, mình chết đi, thì cũng là trong đó cũng tác động của họa đài. Và nó được biểu hiện bằng sự liên tục cung cấp tính cách mềm mại. Ở đây mình thấy lửa nó làm cho mềm, cái gì mà nó cứng thì mình đem hơi lửa nó trở thành mềm, phải không? Ví dụ như là cái tre hoặc là gỗ hoặc là sắt, để khi mà nó cứng cái nguội thì nó rất là cứng. Và bây giờ mà muốn người ta muốn uống một cái thanh sắt cho nó cong lại, thì cách mà dễ nhất là người ta đem nung cái thanh sắt đó lên, khi nó nóng thì nó rất là mềm, mà người ta có thể uống theo những cái cách, những cái hình dạng mà người ta mong muốn. Tiếp theo, phong đài nó có đặc tính là bành trướng. Mình thấy mình thổi vô vô nó cái bong bóng nó phong lên ha. Đó. Thì phong đài có đặc tính bành trướng. Nhiệm vụ của nó là làm phát sinh chuyển động. Và nó biểu hiện bằng sự chuyên chở. Đây là tạc ý theo đặc tính. Tiếp theo là tạc ý theo nguồn gốc phát sinh. Trong 42 thành phần
Khởi đầu là tóc, đúng ra là 32 chứ hả? Nên chắc định mãi luôn đấy, 32 thể trược đấy. À, trong 32 thành phần khởi đầu là tóc, được trình bày trong phần luận chi tiết về địa đài vân vân, thì bổn thử bao tử đồ ăn uống vào, phân mủ nước tiểu là do thời tiết sinh và đồ ăn sinh. Bổn thử nước mắt mồ hôi, nước miệng, nước mũi là thời sinh và tâm sinh. Hỏa đài làm tiêu hóa thức ăn là nghiệp sinh. Hơi thở vô là tâm sinh, còn lại là gốc từ cả bốn nguyên nhân. Đây là cách tác ý về nguồn gốc sinh, nghiệp tâm thời tiết và vật thực. À, ở đây thiếu cái chữ đồ ăn nữa. Tức là mình thấy là có bốn nguyên nhân sinh ra sắc pháp. Có những sắc pháp á, là do nghiệp sinh. À, thì sắc pháp mà do nghiệp sinh á, thì mình nói giống như sắc giới tỉnh này. À, rồi là sắc màng căn này. Và ở đây đó, thì nó trong họa đài cũng có chia ra loài họa đài. Có họa đài là do nghiệp, mà có loài họa đài á, là do vật thực. À. Hơi thở. À, hơi thở là do tâm sinh. Là bởi vì mình muốn thở vào hay muốn thở ra, hay là mình muốn ngưng thở, thì tâm nó có thể điều khiển được. Rồi có những thứ là do thời tiết sinh. À, nước mắt mồ hôi, nước miếng thì có thể là do tâm sinh và có thể do thời tiết sinh. Ví dụ như mồ hôi là chắc chắn là nó do thời tiết sinh rồi, nóng quá mình toát mồ hôi. Và nước mắt á, là do tâm sinh, là khi mà mình buồn quá thì tâm ưu đó, thì nó buồn quá mình chảy nước mắt, thì như vậy cái nước mắt đó là do tâm sinh. Rồi có những cái loài á, là do vật thực sinh. Vật thực sinh ví dụ như mình nói là nước mũi đấy, mình ăn cái thứ gì vào đó rồi khiến cho mình bình, rồi nó chảy nước mũi, nó có đờm có phấn rồi này kia, thì như vậy là nó do đồ ăn sinh ha. Thì đó là quản về cái nguồn gốc phát sinh của sắc đài, của sắc pháp hay là của tự đài. Tiếp theo là tác ý về sự sai biệt và đồng nhất. Có sự sai biệt trong những đặc tính riêng của bổn đài, vì đặc tính hay còn gọi là thể, nhiệm vụ hay còn gọi là dụng và tướng của địa đài là khác với đặc tính vân vân của thủy đài vân vân. Nhưng mà có sự đồng nhất trong bổn đài về tính vật chất hay là sắc pháp, đài chủng giới pháp tính vô thường vân vân. À, ở đây đó tức là nói rằng đó, là bổn đài này đó, mỗi đài nó có một cái sự sai biệt. Mình hay còn gọi là gì, thể này, tướng và dụng. À, ba cái từ mà thể tướng và dụng này đó, là mình thấy là cũng trong kinh điển cũng hay được nhắc tới. Cái gì nó cũng có thể có tướng có dụng của nó. Thể tức là cái bản tánh, tướng là cái biểu hiện ra bên ngoài, và cái dụng là cái tác dụng, cái nhiệm vụ của nó. À, thì thể tướng dụng của đất thì nó khác với thể tướng dụng của lửa, khác với thể tướng dụng của nước ha, cho nên gọi là sự sai biệt. Nhưng bên cạnh đó nó vẫn có cái sự đồng nhất. Đồng nhất ở đây đó tức là ví dụ như là đồng nhất về tính vật chất. Ví dụ như sắc pháp, chữ rupa đó nó có đi ra từ động từ rupati, có nghĩa là thay đổi, biến đổi. Vậy thì là đã là sắc pháp thì nó đều có cái sự thay đổi biến đổi, chứ nó không có là trường tồn hoài. À, nó không phải cứ ở yên một dạng hoài. Rồi á, là nó có tính chất á, là đài chủng giới, nó đều là pháp, nó đều là đài chủng này, nó đều là pháp, và nó đều có tính chất là vô thường, khổ, vô ngã vân vân. À, cho nên đó là gọi là tính chất chung của nó, thì gọi là sự đồng nhất. Tất cả những đài chủng này đều là sắc pháp, vì chúng không vượt qua đặc tính là bị quấy nhiễu rupana. À, bị quấy nhiễu hay là con gọi là nó biến đổi đó ha. Chúng là đài chủng, trên này giải thích này, tức là tính tính vật chất, đoạn này trên nói thì dưới này là giải thích luôn đó ha. Rồi chúng là đài chủng là do sự biểu hiện lớn lao, có nghĩa rằng chúng được gọi là đài chủng vì những lý do sau đây. À, thứ nhất là biểu hiện lớn, thứ hai là giống như đài huyền thuật, thứ ba là có sự duy trì lớn, và thứ tư là có sự thay đổi lớn. Rồi giải thích tiếp vì sao gọi là đài chủng này, bởi vì nó là biểu hiện lớn, là chúng được biểu hiện lớn dưới hai hình thức là tương tục không chấp thủ, gọi là do nghiệp. À, và tương tục có chấp thủ. Biểu hiện lớn của tự đài trong một tương tục không bị chấp
thì được trình bày trong phần mô tả về niệm Phật như sau. Hai lần 100.000 lý và 4 na do tha nữa trái đất này, kẻ mang tất cả tài sản có bề dày chân ấy như người ta nói. Và đại chúng được biểu hiện có tầm vóc vĩ đại trong một tướng tục bị chấp thủ như trong thân thể của những con cá rùa, chư thiên, quỷ, Danava, v.v. Vì kinh nói, này các tỳ kheo, có những sinh vật lớn hàng trăm lý ở trong biển lớn. Đoạn này ý nói rằng đó, thì tất cả cái từ mà đại chúng á, là bởi vì cái, những cái tử đại này đó, những cái đại này thì nó được biểu hiện rất là lớn. Nó lớn nhưng mà nó ví dụ như là đặc tính mà về mà nó là chỉ hai ha, đó là nó là lớn nhưng mà nó không bị chấp thủ, nó không có chấp thủ vào một cái lớn nhưng mà nó lại có bị chấp thủ. Thì chẳng hạn như là mô tả về niệm Phật á, thì ngay cả có những vị Phật á, và có những cái hình sắc rất là lớn, hình tượng rất là lớn, cao ha, hai lần 100.000 lý, tức là 200.000 lý và bốn na do tha, thì và trái đất này kẻ mang tất cả tài sản có bề dày chân ấy như người ta nói. Ý nói rằng đó là quý vị thấy sắc đó, còn có cái loài sắc bị chấp thủ và gọi là sắc không bị chấp thủ. Cho nên trong cái bài mà 22 8 bộ đề đó, mà một trong những cái bài kinh mà khi mình tụng trong những cái bài, những cái buổi lễ cầu siêu, mà đó là mẫu đề tam, mẫu đề nhì ở trong bộ pháp tù của vi diệu pháp đó, nó liệt kê tất cả các pháp. Thì trong đó có một cái mục đó, chia ra các pháp đó là bị chấp thủ hay là bị chấp thủ, hoặc là những pháp không bị chấp thủ, hoặc là những cái pháp mà nguyên nhân để bị chấp thủ chẳng hạn đấy. Thì có phân biệt ra, bởi vì có những cái sắc pháp đó, nó bị chấp thủ, mà có những sắc pháp không bị chấp thủ. Như là trong trường hợp đó là vì Phật á, thì thân của các ngài cũng có cái sắc thân, nhưng mà các ngài không có chấp vào cái sắc thân đó, cho đó là cái sắc thân của mình, rồi từ đó đó là cho là của mình, rồi bị đắm dính mắc vào đó, đắm chìm vào đó, và từ đó mới sinh ra mà khổ mà lạc vân vân. Còn bản thân mình đang còn là chúng sanh á, mình đang còn tham ái đó, thì mình còn chấp thủ với cái thân của mình. Mình cho rằng cái thân này là của mình, thân này là đẹp, thân này là xấu, thân này là trẻ hay là già, rồi từ đó mình vui, mình buồn với cái đẹp, cái xấu, cái trẻ, cái già đó. Cho nên mình phân ra hai loại, là cái loại bị chấp thủ và cái loại không bị chấp thủ. Rồi đoạn phần thứ hai đó là tử đài, nó giống như là một cái nhà đài huyền thuật. Một đài chủng thì giống như là một huyền sư, biến nước thành pha lê, biến đất thành ra vàng và trình bày chúng ra, hoặc từ biển mình thành ma hay thành chim. Cũng vậy, từ chúng không phải xanh đen hay vàng, mà đài chủng biến ra đài chủng sở tạo màu xanh, màu đen, màu vàng, màu trắng và nó trình bày ra. Do vậy, chúng là nhà đài chủng, vì giống như là huyền thuật của phù thủy. Cái này một cái ví dụ mình thấy nó rất là hay, nó rất là giàu hình ảnh ha. Tử đài mà được xem như một cái nhà đài huyền thuật là giống như nhà ảo thuật đó, đài ảo thuật đó. Mình thấy là cái nhà đài ảo thuật đó là họ thấy, mình hay thấy là người ta cầm cái khăn tay, trên tay họ đang là cái khăn tay, người ta vẫy một cái là cái khăn tay biến mất và hiện lên con chim trên tay họ, con chim bồ câu. Hoặc là trên tay họ không có cái gì cả, mà họ cua tay một cái là họ lấy ra được một cái lá bài. Đó. Thì như vậy đó, mặc dù cái nhà uyển thuật ảo thuật đó đó là họ dùng thường á, thì họ không có cái phép màu, mà họ dùng cái thủ thuật nhanh tay mà đến nỗi mà mình mắt thường mình không có thấy được. Nhưng mà tử đài đó thì nó còn siêu việt hơn cả cái nhà ảo thuật đó nữa. Đó là mình thấy tử đài đó thì nó có thể biến đổi từ nước thành
nó biến đổi ha. Bản thân tử đài thì nó không có là gì cả, nhưng mà nó biến thành thành người này, nó biến đổi thành người, thành vật, thành cây cối, thành hoa lá. À, rồi á là khi thì màu này, khi thì màu kia. Đó. Ví dụ như là mình thấy rất là nha, cùng một cái miếng đất trên mình thấy không, cùng một miếng đất trong vườn vậy đó, mình gieo hạt xuống vậy mà khi nó lên hoa hồng thì nó ra màu hồng, mà hoa bằng lăng thì nó ra màu tím, hoa mai thì nó ra màu vàng, mà nó lấy từ đâu ra, cũng lấy từ cái đất mà mình trồng đó thôi. Cái chất đất thì nó giống nhau, nhưng mà qua cái gen của những cái loài cây đó mà nó biến hóa ra màu, mà màu sắc không những màu sắc mà hình dạng nó rất là đẹp. Đôi lúc mà mình nhìn thiên nhiên mình thấy đúng là thiên nhiên như là cái nhà đài ảo thuật thật. À, mà biến hóa không lường, mà biến hóa quá đẹp, có tí tí tinh tế quá vi diệu. Mà bây giờ con người mà tự hào mình giỏi, nhưng chưa chắc mình đã làm nó được, không bao giờ mình làm được ra được những tác phẩm như của thiên nhiên hết á. Bản thân mình cũng chỉ là sản phẩm của thiên nhiên thôi. À, cho nên nói là đại chúng là giống như nhà, như huyền thuật của phù thủy. Rồi tiếp theo một ví dụ khác là cũng như người nào mà bị những chúng sinh lớn như là già xóa ảm, những chúng sinh này không ở trong cũng không ở ngoài người ấy, mà cũng không biệt lập với người ấy. Cũng vậy, những đại chúng này không ở trong nhau, cũng không ở ngoài nhau, mà cũng không biệt lập nhau. Bởi thế chúng là đại chúng vì giống như những chúng sanh lớn là già xoa vân vân, ở chỗ chúng không có chỗ đứng tương đối với nhau mà người ta có thể tư nghi. Từ cái ví dụ này đó mình mới thấy rằng đó, cái chuyện mà người nào mà bị chúng sanh lớn như là già xóa mà ảm á, là không phải không có. À, vào sau này đó, khi mà rồi lên cái chuyện như hồi đó mình nghe cái chuyện là ở chùa Ba Vàng đó, mà nói là người ta gọi là gì, giải oan, người ta bắt vong đó. À, thì người ta có nhiều người mình nói lên phản đối, mình nói làm gì mà có cái chuyện má nhập, làm gì có cái chuyện vong oan, người ta là chỉ giả lão để ăn tiền thôi. À, thật ra đó khi mình nhìn một cái gì đó, mình phải nhìn một cái một hiện tượng đó, mình phải nhìn một cách khách quan. Ví dụ như là trường hợp là người ta nói rằng là tới chùa đó là có thể là đóng tiền vào, rồi là có thể vào đăng ký viết cái sớ, rồi đó là giải oan, rồi ma nhập thì cũng đẩy nó đi được. Thì cái sai trái của cái chỗ đó đó chính là người ta là đầu tiên là người ta tự hào rằng, người ta cho rằng là người ta có thể trục được vong ra khỏi cái người đó, mà chưa chắc người ta làm được. Bởi vì một người bình thường đó, mà không phải là cái chúng sanh mà bị ảm nào đó, cũng là năng lực, cũng mà cái người này có thể thắng được cái năng lực đó. Mà cái thứ hai nữa là người ta lợi dụng để người ta kiếm tiền đó, người ta kêu là phải đóng bao nhiêu tiền, với bệnh này phải đóng bao nhiêu tiền, bệnh kia đóng bao nhiêu tiền, thì cái chuyện lấy tiền đó đó là sai trái. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình phủ nhận rằng là nó không có cái chuyện ma nhập, không có cái chuyện vong nó theo nó oán. Thật ra nó có. À, bởi vì á, mình thấy là trong đạo Phật thì Đức Phật ngài nói là chúng sanh cả thảy có tới 31 cõi. Cõi người chỉ có là một trong 31 cõi thôi. Và những cái cõi khác, chúng sanh ở cõi khác đó, thì trừ kiểu chúng sanh vô tưởng thì không có tâm. À, còn lại 30 cõi thì chúng sanh là đều có. Rồi trừ cái quả vô sắc á, thì chỉ có tâm mà không có sắc ha. Thì còn lại á, mình trừ 5 quả đặc biệt đó ra. À, thì còn lại là 26 quả là vừa có danh vừa có sắc. Tuy nhiên á, cái sắc pháp của mỗi quả đó nó khác nhau. Ví dụ như là sắc pháp của quả người thì mình thấy rất là dễ dàng, mình thấy nhau rất là dễ. Hoặc là sắc pháp của quả súc sanh. À, thì súc sanh ở gần mình đó thì mình cũng có thể thấy được súc sanh. Nhưng mà sắc pháp của ngạ quỷ này, của Atula này, rồi của là những họ loài chúng sanh ở trong địa ngục, rồi á, là của chư thiên, thì họ cũng có sắc pháp vậy, nhưng mà nó vi tế quá. À, hoặc là nó ở những cái tầng cấp khác mà mắt mình không có thấy được. Bởi vì thấy á, có những cái là mắt mình không có thấy được, mắt mình nó chỉ thấy được ở trong một cái mức độ là ánh sáng chừng nào, rồi là cái khối lượng nó lớn chừng nào thì mình mới thấy được, còn như là nhỏ quá hoặc là nó tối quá thì mình mới thấy.
Như âm thanh cũng vậy, không phải là âm thanh nào mình cũng nghe được, âm thanh là nhỏ quá mình cũng nghe. Nhưng mà đó, có những cái âm thanh người ta dùng cái máy á, người ta đo được siêu âm, là người ta đo được những cái âm thanh rất là nhỏ mà máy mới đo được. Hoặc là những con cá heo đó, nó có những, hoặc là những cái con dơi chẳng hạn đó, là nó nghe được những cái âm thanh vi tế hơn cái âm thanh của mình. Đừng có nói đâu xa đó, mình thấy là con chó đó, là nó có cái mũi rất là thính và nó có cái tai cũng rất là thính. Nó thính tới mức á, là những cái âm thanh bình thường đối với mình á, thì đối với nó quá là chói, nó quá mạnh đến nỗi nó chịu không có được. Cho nên hồi đó nhớ là ở chùa Bù Long á, thì cứ mỗi ngày là cứ tới á, là 10 giờ rưỡi á, là đánh kèn bảo là đi dùng chư tăng đi dùng cơm đó. Mà cái kèn ở chùa Bù Long nó rất là lớn, cho nên mỗi lần mà đánh cái kèn của chùa mà đánh lên một cái là mình nghe mấy con chó nó rú, nó rống lên, nó rống rất là đau đớn. Thì mình biết rằng vì sao mà nó rống, nó vì cái âm thanh đó đó, nó quá chói đối với cái tai của nó chịu không nổi. Ví dụ như bên mình cũng vậy đó, mình nghe cái tiếng tiếng đàn, tiếng pháo, tiếng tiếng min nổ đó, mà nó rầm 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 như vậy, mình bịt tai lại. Mình hay có cái phản ứng mình bịt tai lại, bởi vì nó quá lớn, nó tác động tới thân kinh của mình làm mình đau luôn đó. Thì như vậy đó, là nhưng mà có những cái âm thanh nhỏ mà mình cũng không nghe được. Ban đêm mà mình thấy con chó, những cái tiếng gì rất là nhỏ, mình chưa có biết gì cả, mình thấy con chó nó bỏ chạy chạy hoặc nó sủa rồi, mà mình đâu có nghe, mà con chó nó đã nghe rồi. Cho nên là những cái gì mình không nghe, mình không thấy, không có nghĩa là nó không có tồn tại, mà nó ở cái mức nó vi tế quá, mình cái tinh của con người chứ còn không có thấy được thôi. Cho nên không thấy không phải là không có. Cũng như vậy cái chuyện mà ma ám hay quỷ nhập á, nó vẫn có. Và thường thường á, những chúng sanh mà bị vong nhập hay bị vong mà xuất hiện á, thường á là do cái tâm của người đó nó bị yếu, nó bị bất ổn, hoang mang dao động. Thì cái gì yếu thì bị cái kia nó áp đảo thôi. Vì vậy cho nên á, những khi mà mình yếu như vậy, trong kinh cũng có nói, bài kinh mà bài kinh Ngọn Cờ đó, trong bộ kinh Paritta đó, kinh Hồ Trì mà Chư Tăng Chư Ni hay tùng những cái ngày mà khi mà có những cái gọi là kinh cầu an đó, kinh Hồ Trì đó, thì trong đó có bài kinh Ngọn Cờ, thì Đức Phật ngài có dạy đó, là khi mà Chư Thiên và Atula mà đi đấu tranh với nhau đó, thì vua trời để thích á, mà dặn Chư Thiên là mỗi lần mà đi dựa ra dựa trận mà sợ hãi đó, hãy nhìn cái ngọn cờ của ta. Khi thấy cái ngọn cờ của vị thủ lãnh á, thì vị này tin tưởng rằng là vị thủ lãnh của mình có tài có trí, mình chỉ cần đi theo vị thủ lãnh là mình sẽ được an toàn. Cũng như vậy, một người bình thường khi mà có sự sợ hãi thì nghĩ tới ân đức Phật, nghĩ tới ân đức Pháp, nghĩ tới ân đức Tăng, thì khi đó đó mình có cái niềm tin và mình không còn sự sợ hãi nữa. Cho nên khi nào đó mà mình cảm thấy mà mình có cái sự sợ hãi, sự run sợ, mà bản thân mình đó, mình cảm thấy mình yếu đuối quá, thì mình nghĩ tới ấn đức Phật Pháp Tăng đó, thì nó giúp cho mình có cái niềm tin mạnh hơn. Mà chỉ cần tâm mà có niềm tin, tâm nó trở nên mạnh mẽ, thì những cái phi nhân không có thể ám vào được. Và những cái phi nhân này đó, những chúng sanh này không ở trong mà cũng không ở ngoài người ấy, cũng không có biệt lập với người ấy. Bởi vì đó, không ở trong, không ở ngoài, mà cũng không biệt lập. Bởi vì sao? Bởi vì cũng có không có hai người mà, vẫn còn cái tâm của người này, vẫn còn cái tâm của người kia. Cho nên không có thể là nhưng mà đó, nó có thể là nó điều khiển. Và đôi lúc đó, nó mượn cái xác, nó nhập vô trong cái xác của người này. Nhưng mà nhập vô đó, nhưng mà không phải nhập hoài được. Cho nên nó không ở trong, mà cũng không ở ngoài đó. Thì cũng tương tự như vậy đó. Những cái đài chủng á, nó không ở trong nhau, cũng không ở ngoài nhau, mà cũng không biệt lập nhau. Mình đùng vào một cái giọt nước thôi, một giọt nước nhỏ thôi, mà trong một giọt nước đó thì nó cũng có lửa, có nước, có đất. Rồi mình đùng vào một cái hạt bụi thì trong đó cũng có lửa, có nước, có đất, thì nó không ở ngoài nhau, mà nó cũng không có hoa, nó cũng không ở trong nhau, nhưng mà nó lại là nó luôn luôn là kết hợp với nhau, không có, nó không có rời, cho nên gọi là bất ly. Rồi tiếp theo đó là một cái ví dụ khác này, và cũng như những già xóa nữ giấu vẻ đáng sợ của chúng dưới màu sắc,
hình dáng để lừa dối chúng sinh. Cũng vậy, những đài chúng này, mọi thứ nó giấu diếm đặc tính và nhiệm vụ chúng như là cứng thô vân vân, bằng một màu da dễ ưa của thân thể đàn ông và đàn bà vân vân, những hình dạng dễ ưa của tay chân và dáng điệu khả ái của những ngón tay ngón chân. Mày mắt, chúng lừa dối người ngu bằng cách che giấu đặc tính và nhiệm vụ chúng là thô cứng vân vân, và không để cho tư tánh của chúng hay là thực chất của chúng xuất đầu lộ diện. Do đó, chúng là đài chúng, vì ngang hàng với chúng sinh lớn, tức là quỷ già xóa cái, ở chỗ chúng là những kẻ đài bịp. Ví dụ này cũng rất là ngộ nghịch ha. Tức là quỷ già xóa đó. Quỷ già xóa vốn bản chất của nó là nó xấu xí. Biến thành những cái người rất là đẹp. À, và nó đi dụ người khác ha. Thì những cái tử đài đó, bản chất của tử đài là nó thô cứng, là nóng, là này kia đó. Nhưng mà nó lại biểu hiện ra bằng cái vẻ đẹp của da, của tóc, của mắt, của mũi, à, của môi vân vân, của dạng đi, của tay, ngón tay mềm, thon, nên cái kia đó. Nó biểu hiện ra bên ngoài bằng cái vẻ đẹp, nhưng mà thực ra cái đặc tính chủ yếu của nó là bất tịnh, à, là khổ, là thay đổi, là sẽ già, sẽ đi tới hoài diệt. Nhưng mà nó che bằng cái vẻ bên ngoài như vậy là mình bị lừa gạt, là mình bị cái vẻ ngoài đó nó cuốn hút, mà mình quên đi cái đằng sau cái vẻ đẹp bên ngoài đó chính là cái đặc tính bất tịnh. Cho nên khi mà Đức Phật dạy mình quán 32 thể trược hay là quán bất tịnh đó, là dùng trí tuệ, giống như là mình dùng cái giáo mộ của trí tuệ để mà mình ngay cái chỗ cái đẹp đó, mà mình thấy ra cái thực chất của nó là chẳng có cái gì đẹp cả. Cho nên sư cô hay dùng cái hình ảnh á, nếu như mình lấy cái dao phẫu thuật á, mà trên một cái làn da mà đang đẹp như vậy đó, mình một cái khuôn mặt đang đẹp như vậy đó, mình chỉ cần lấy cái dao phẫu thuật mà mình rạch một đường thôi, ngay trên cái khuôn mặt đó thôi, thì mình thấy đang dưới cái làn da đẹp đó sẽ là cái gì? Nó là thịt á, thịt là đỏ đỏ lom vậy đó, rồi tới gân, rồi tới xương ha, trắng hiểu ha. Thì khi đó nó đâu còn đẹp gì nữa đâu. Và nó rất là ghê sợ. Thì đó chính là dùng cái, mà mình chỉ cần dùng trí tuệ thôi, chứ mình cần lấy cái dao mình rạch thật đâu. Dùng cái dao trí tuệ của mình mà mình rạch đó, thì mình thấy rằng ngay cái thân mình cho là đẹp đó, thì thật ra đi sâu một xíu thôi, không có cái gì là đẹp cả. Cho nên cái đẹp là chỉ ngoài da thôi, nếu không có đẹp có tới bên trong. Cho nên mình nói là tử đài đó là những kẻ đài bịp thôi. Rồi tiếp theo đó gọi là tử đài vì nó có sự thay đổi lớn. Vì bốn đài chúng này phải được duy trì bởi những nhu yếu lớn. Chúng đã trở thành động từ phú tá, tức là sự trở thành, sinh ra nhờ các phương tiện, thực phẩm, y phục vân vân, có tầm quan trọng lớn. Vì chúng cần phải được kiểm tra hàng ngày. Thay đổi lớn tức là nó có cái sự phát triển, có sự trở thành. Mình thấy là một cái sắc pháp nào nó không có đứng yên chỗ ha. Dù bằng mắt thường mình thấy được hay không thấy được, thì mỗi cái nó đều có cái sự thay đổi cả. Mà nếu như không có sự thay đổi, làm sao mình có da, mình đứa bé làm sao mà nó lớn lên? Mà mình không thấy nó, mỗi ngày mình thấy nó lớn lên, nhưng mà các vài ngày mình cân lại là mình thấy nó có sự thay đổi. Cái cây cũng vậy, mình gieo xuống đến cái cây nó lên, một ngày nó đều có sự thay đổi và mắt thường mình thấy thôi. Đến khi sau một tháng mình nhìn lại mình thấy ồ cái nó lên cao khúc rồi, cho nên gọi là có sự thay đổi lớn. Và đế đó không phải là thay đổi lớn, mà đó là C là sự duy trì lớn, và thứ tư đế là thay đổi lớn. Như vậy duy trì tức là mình muốn duy trì thì phải có vật thực, cái gì là muốn duy trì phải có vật thực cả. Cho nên là trong một cái câu gì là một á, trong một câu hỏi của Nam Tử Hỏi Đạo mà trong cái bộ tiểu bộ kinh đó, thì Đức Phật mà có hỏi cái gì là một á, thì vì Nam Tử Kumara đó mới trả lời đó, một có nghĩa là tất cả chúng sanh đều phải sống như vật thực. Không có vật thực thì không có cái nào sống nổi hết. Con người mình cũng có vật thực của con người, mà con vật thì có vật thực của con vật, cây cối có vật thực của cây cối. Cho nên là mình có cái sự duy trì là vì cần có vật thực.
Còn cái phần thay đổi đó là những đại chúng không bị chấp thủ và có bị chấp thủ đều là nền tảng cho những cuộc thay đổi lớn lao. Ở đây sự biến chuyển lớn của đại chúng không bị chấp thủ là tiếp tai nổi lên. Và thay đổi của đại chúng có bị chấp thủ là xảo trộn tự đại trong thân. Vì có câu trần chảy lớn nổi lên từ lòng đất vọt cao cho đến phàm thiên giới, khi thế giới thiêu hủy, toàn thể thế giới hệ 100.000 triệu lý bị một cơn hồng thủy làm chìm đắm tiêu tan. 100.000 triệu lý toàn thể đều tan rã. Khi thế giới hệ này sụp đổ vì phóng đại, rắn miền gỗ cắn làm thân thể cứng đơ, địa đài bị kích thích, nó có thể bị tóm bởi con rắn như vậy. Rắn miền thổi có thể làm cho thân thổi rửa, thủy đài bị kích thích, nó có thể bị tóm bởi con rắn như vậy. Rắn miền lửa cắn làm thân thể bùng cháy, hỏa đài bị kích thích, nó có thể bị tóm bởi con rắn như vậy. Rắn miền kiếm cắn làm thân thể bung ra, phong đài bị kích thích, nó có thể bị tóm bởi con rắn như vậy. Bởi vậy chúng là đại chúng vì chúng đã thành căn cứ địa cho những cuộc dấu bể đa đoan. Thì ở đấy hồi nãy mình có phân tích tranh là hai loại đại chúng, một loại đại chúng là bị chấp thủ và loại không bị chấp thủ. Thì thường cái loại mà bị chấp thủ đó, tức là cái sắc mà của chúng sanh đó, hồi nãy mình nói là mình chấp cái thân này của mình này nó đẹp là xấu, cho nên thường là những cái sắc cái mà bị chấp thủ cho là cái thân thì nó bị thay đổi ấy, là nó do cái xảo trộn của tự đại trong thân mình. Thân mình nó bị thay đổi, ví dụ như mình bị bệnh là do cái tự đại nó xảo trộn, nó không có điều hòa. Còn đại chúng mà không bị chấp thủ, nếu như nó không bị chấp thủ thì do gì? Hoặc là do kiếp tai nổi lên. Giống như là mình thấy là mình hay nói là bãi biển hóa thành nương dâu, biển nó lớn như vậy đó, vậy thì rồi là núi nó cũng lớn như vậy đó. Nhưng mà có khi mình thấy có những cái vùng đất ha, người ta đi lên trên những cái vùng đất là trên núi cao vậy đó, mình lên trên núi mà người ta lại thấy trên đó là có những cái vỏ ốc, có xác những cái loài mà ốc, cái loài như là của loài ở trong biển á, mà có nguyên cả đống vậy đó, nguyên đống cát, mà trong cát đó là coi như là có xác của những cái con hải sản hàng đấy. Vậy thì sao, là ngày xưa đó biển á, trên cái núi đó ngày xưa nó là biển, nhưng mà sau đó đó là do những cái cơn sóng thân nó kéo ra đó, thì cuối cùng là nó lấp, nó vui, nó sóng nó kéo ra đó, thì cuối cùng nó rút đi, thì cái chỗ đó nó trở lại nó thành núi. Ngược lại có những chỗ ngày xưa nó là đất liền, nó là thành phố, nó là những nơi có người ở, nhưng mà rồi đó cái chỗ đó biển nó lại lấn tới và nó vui lấp lên. Cho nên ví dụ như có cái băng Atlantic á, cái mình có đại dương Atlantic á, thì đó là người ta nói dưới lòng đó, đó là có những cái thành phố bị vui lấp. Hoặc là bây giờ ở bên Indonesia đó, thì khi người ta mà đi thám hiểm ở dưới lòng biển á, người ta phát hiện ra ở dưới đó đã có những cái ngôi chùa cổ, có những cái tường Phật cổ mà bây giờ nó bị vui lấp dưới biển rồi. Và mình coi những cái bức hình đó, mình thấy là ở đó ngày xưa có những cái ngôi chùa băng đá rất là lớn, tượng Phật băng đá rất là đẹp, và nó ở dưới biển và nó bị riu động đó. Thành ra đó là ngày xưa nó là núi, bây giờ nó bị vui lấp ở dưới biển. Rồi ngày xưa nó từng là thành phố, thì bây giờ nó là những cái khi xưa nó là biển thì bây giờ nó trở thành núi, và những cái ngày xưa nó là núi bây giờ nó là bị vui lấp dưới biển chẳng hạn. Cho nên là cái đầu chọn là do những cái kiếp tai, là sự biến động của cái thiên nhiên mà nó làm cho cái sự biến đổi lớn như vậy. Rồi cách giải thích tiếp theo đó, chúng là đài vì chúng là hữu. Đài là vì cần đài tính tận lực thì mới phân biệt chúng nổi, và hữu tức là trở thành hiện hữu vì chúng hiện hữu. Ở đây đó ghi dùng cái từ đài. Gọi vì sao gọi là đài là bởi vì cần đài tính tận lực mới phân biệt được chúng. Ví dụ như mình thấy á, là trong cơ thể của mình á, là mình nói rằng là có điều do bốn yếu tố là đất nước lửa gió hợp thành. Nhưng mà nếu không có cái sự tính tận, không có trí tuệ trong cái thiền hành thiền quán đó,
thì khó mà mình thấy được những cái yếu tố đất nước lửa gió ở trong người mình lắm. Vì cho nên khi mình hành thiền đó, mình ví dụ như mình quán hơi thở, trong cái hơi thở vào hơi thở ra, thì mình thấy khi mình hít thở vào mình đưa xuống, thì quý ngài hay bên bên chỗ mà phải thiền ngài Mahasi đó, thì hay nói là mình thở vào mình thấy cái bụng nó phồng ra, luôn hơi đi vào, tức là yếu tố đó có cái sự chuyển động đó, tính là phóng đại nữa. À, rồi khi mà nó cái bụng mình nó phồng ra, nó trướng lên thì đó là địa đại. À, rồi cái hơi thở đó nó có nóng hay lạnh, hơi thở mùa đông thì mình cảm thấy hơi thở mình nó lạnh, hoặc là hơi mùa hè hè mình thấy cái hơi thở mình nóng thì đó là hỏa đại. Hoặc là bây giờ trong cái khi mình đi thiền hành cũng vậy đó. Đi thiền hành mà mỗi cái bước chân mình đi đó, mà mình trong đó mình cũng có thể thấy đất nước lửa gió trong mỗi cái bước chân đi. À, khi cái băng chân của mình mà mình dở lên thì đó là cái yếu tố mà dở lên đó, nó nhẹ, và khi mình đạp xuống mình thấy nó nặng đó ha. Thì đó là yếu tố gì, nặng hay nhẹ đó đó, đó là yếu tố cái sự cử động lên hay xuống đó đó, đó là yếu tố là phóng đại. Rồi khi mình đụng cái băng chân mình mà đụng trên mặt đất mà mình cảm nhận được nó cứng hay mềm, mình đi ở trên cái nền mình cảm nhận nó mềm, mà mình đi trên cái sàn đá mình cảm nhận nó cứng, thì đó là mình rồi là mình thấy nó nóng hay lạnh đó, mình cảm nhận được phóng đại, hỏa đại ha. Còn cái thủy đại đó, thì đó là cái sự kết dính. Cái băng chân mà nó trở gì mà nó có trở thành cái hình dạng băng chân, nó có cái sự bước chân đó, thì nó phải có cái yếu tố kết dính của thủy đại bên trong. À, cho nên là phải có cái sự tinh tấn, sự nỗ lực, có trí tuệ lớn, khi đó mình mới có thể thấy được tứ đại. À, chứ không phải mình nói là một chuyện nhưng mình thấy thật sự đó, thì phải có cái sự nỗ lực bên trong, sự tinh tấn bên trong mình có thể thấy được. Rồi á, tử đài á cũng còn gọi là hữu, bởi vì nó có thật sự hiện hữu. Thì đến đây là nói bốn đài được gọi là đài chủng do bởi biểu tượng lớn ha. Rồi lại nữa, chúng là giới là vì nó là mang, nó chở những cái đặc tính riêng của chúng, vì nó nắm lấy hết chấp thủ đau khổ và bị lừa ra đau khổ, và vì không có cái nào thoát khỏi tính chất của giới. Còn chúng là pháp là do mang giữ tính chất riêng của chúng, và do sự mang giữ như vậy trong khoảng thời gian thuộc về chúng. Điều này ám chỉ thời khoảng một sát na trong đó sắc pháp hiện hữu, được nói là bằng 17 lần thời khoảng hiện hữu của tấm pháp. Cái đoạn này đó là mình nói rằng một cái sắc pháp nó hiện hữu nó bao lâu, mà nó bằng 17 lần thời khoảng của tấm pháp, là bởi vì á, một cái tiến trình tâm nó khởi lên á, từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc là có 17 sát na. Mà trong cái thời gian một cái tấm sinh lên diệt đi đó, thì cái sắc pháp nó vẫn còn ở đó. Thì khi đó đó, từ đầu tới cuối đó, thì tấm mình mới có thể nhận thức được cái sắc pháp đó. Vậy thì là một ít nhất là một cái sắc pháp nó phải hiện hữu là bằng là 17 lần, 17 sát na. Tấm sinh diệt thì khi đó vẫn một sắc pháp vẫn còn, cho nên mình nói rằng là nó hiện hữu bằng 17 lần thời khoảng hiện hữu của tấm pháp. Chúng là vô thường trong nghĩa đã bị hoại, chúng là khổ theo nghĩa gây ra khủng bố, chúng là vô ngã trong nghĩa là không có trung tâm điểm, vân vân. Thì ở đây đó, bắt đầu nói tới là đặc tính riêng của nó, xong bây giờ đặc tính chung của sắc pháp nó là vô thường. À, mình thấy rồi, vô thường tức là nó sinh nó có bị hoại chứ nó không có hoại đó ha. Là theo khổ là gây ra khủng bố là sao, mình thấy có thân là có khổ rồi. À, có thân là nó có đầy đủ mọi nguy cơ, nó bị nóng, bị lạnh, bị đói, bị khát, bị bệnh tật, rồi có thể là bị người ta xâm phạm ha, gọi là gây ra khủng bố. Và chúng là vô ngã. À, cái chắc sắc pháp này là vô ngã vì nó không có trung tâm điểm, tức là mình không có thể sai khiến cái sắc pháp nó phải như thế này hay như thế kia. Mình đâu có muốn là mình gọi muốn mình đẹp là mình đẹp được đâu. Mà mình muốn mình già, mình trẻ là mình trẻ được đâu. Mà nó đẹp hay nó xấu, nó trẻ hay nó già là nó theo quy luật vận hành của nó thôi. Chứ không phải theo mình. Do vậy, có đồng nhất trong chúng, vì tất cả đều là sắc pháp, đều là đài chúng, đều là giới, đều là pháp, đều là vô thường, vân vân.
Đây là cách chúng cần được tác ý về tính sai biệt và đồng nhất. Rồi tiếp theo đó là quảng tử đài theo cách là về tính khả phân và bất khả phân. Bốn đài là bất khả phân vì chúng luôn luôn cùng khởi trong mỗi một nhóm sắc pháp rất nhỏ, chỉ gồm có tám pháp là màu, mùi, vị, dưỡng chất và bốn đài và những thứ khác. Nhưng chúng là khả phân vì có thể tách rời do đặc tính. Đây là cách tác ý bốn đài chủng về phương diện khả phân và bất khả phân. Thì cái đoạn này thì cũng dễ hiểu rồi ha. Bất khả phân là bởi vì mình thấy mình đâu có tách rời tạm cái pháp bất bất ly này ra được đâu. Nhưng mà mỗi pháp thì nó lại có cái đặc tính riêng của nó. Cho nên khi mình phân ra thì lửa là nó nóng lành, đất thì cứng mềm. Thì gió là sự chuyển động đó thì mình có thể tách ra nó được. Cho nên gọi là khả phân. Phân ra là phân theo đặc tính, còn bất khả phân là phân ra theo cái kiểu mà không gian ấy. Giống và khác. Và mặc dù chúng không thể phân tích, tức là bất khả phân như thế, nhưng mà hai thứ đều giống nhau về tính nặng, cũng như hai thứ sau là giống nhau ở tính nhẹ. Và bởi lẽ ấy mà hai đài đầu khác hai đài sau, hai đài sau khác hai đài đầu. Đây là cách tác ý bốn đài về phương diện giống và khác. Hai cái đầu tức là đất và nước, hai cái sau là lửa và gió. Như vậy đất và nước á, thì nó có tính nặng, lửa và gió nó có tính nhẹ. Cho nên là nó có giống và khác nhau. Tiếp theo là về sự phân biệt trong và ngoài. Nội giới là chỗ tựa vật chất cho những căn cứ vật lý của thức, cho các loài biểu và cho các căn cứ vật chất. Chúng được liên kết với bốn oai nghi và thuộc bốn nguồn gốc sinh ra. Nhưng ngoài giới thì thuộc loài ngược lại. Đây là các chủ ý định chúng về phân biệt diện là phân biệt nội và ngoài. Nội và ngoài tức là mình nói là tử đài thì cũng có chia ra hai là sắc bên trong và sắc bên ngoài đó. Mình hay gọi là nội sắc và ngoài sắc, hay còn nội giới và ngoài giới. Thì nội cái sắc bên trong thì nó làm căn cứ cho thức, đúng không? Bởi vì ví dụ như là nhận thức là sự nhận biết qua con mắt thì nó phải căn cứ trên con mắt. Thân kính sắc, thân kính nhãn, mà sắc thân kính nhãn là ở bên trong, cho nên gọi là nội giới. Rồi á, chúng được liên kết với bốn oai nghi. Ví dụ như bây giờ muốn đi đứng nằm thấy ngồi, thì mỗi cái oai nghi như vậy đó thì nó cũng đều phải căn cứ trên những cái sắc tử đài nào mà có thể biểu hiện ra được. Còn ngoài giới là những cái tử đài ở bên ngoài đó. Ví dụ như là cây cối, đường đi hay là sông ngoài đó, thì đó là ngoài giới. Thì ngoài giới đó là nó là cảnh của cái căn, cho nó không phải là căn cứ. Cho nên nội giới nó là căn cứ cho thức, còn ngoài giới nó là cảnh thôi. Về sự bao gồm, địa giới do nghiệp sinh thì được gồm chung với những giới do nghiệp sinh khác, vì không có gì khác biệt trong sự sinh ra chúng. Cũng vậy những giới do thức sinh thì được gồm chung với nhau. Đấy là các tác ý chủng về phương diện bao gồm. Bây giờ thì tách ra theo cái nguồn gốc của cái sự sinh ra đó, có những cái sắc là do nghiệp sinh, có những sắc là do tâm sinh, có những sắc là do vật thực sinh, có những sắc do thời tiết sinh. Thì bây giờ cái nào mà nó do nghiệp sinh thì gồm chung với nhau thì gọi là bao gồm ha. Cái gì do tâm sinh thì nó bao chung với nhau, vân vân. Rồi tác ý về phương diện điều kiện. Địa đài được giữ lại là nhờ nước, duy trì bởi lửa và bành trướng nhờ phong, là một điều kiện cho ba đài chúng kia bằng cách làm nền tảng cho chúng. Thì đài được an lập trên đất, duy trì bởi lửa và bành trướng bởi gió, là một điều kiện cho ba đài kia bằng cách tác động như là cách làm chúng dính liền. Họa đài được lập trên đất, giữ lại với nhau nhờ nước và bành trướng nhờ gió, là một điều kiện cho ba đài kia bằng cách tác động với cả duy trì chúng. Phong đài được an lập trên đất, giữ lại với nhau giờ nước và duy trì bởi lửa, là một điều kiện cho ba đài kia bằng cách tác động như cải bành trưởng chúng. Và đây là cách tác ý bốn đài chúng về phương diện điều kiện. Tức là nói tóm lại đó, mỗi đài là điều kiện cho ba điều đài kia, và ngược lại ba đài kia cũng là điều kiện cho cái đài này.
nó tương duyên, nó tương trợ, hỗ tương lẫn nhau. Tác ý về sự thiếu phản ứng ý thức. Ở đây cũng vậy, địa đài không biết ta là địa giới, hoặc ta là một cái duyên bằng cách tác động như là nền tảng cho ba đài kia. Và ba đài kia cũng không biết địa đài là một điều kiện cho chúng ta bằng cách làm nền tảng cho ta. Tương tự trong mỗi trường hợp, và đây là cách tác ý đến bốn đài về phương diện không có phản ứng ý thức. Mỗi đài tuy nó tác động với nhau như vậy, nhưng bản thân đài là sắc pháp thì nó không có biết. Cái tâm mà nó mới là biết. Nhờ cái tâm mình mới biết là cái đài này nó hỗ trợ cho đài kia, cho mỗi đài nó đó cũng biết. Nó làm việc, nó có cái sự tạo hoạt động, nhưng mà hoạt động một cách vật lý thôi. Nó không có biết, nó không có thức, cho nên gọi là thiếu phản ứng ý thức. Và cái cuối cùng, số 13, đó là về sự phân tích các duyên hay điều kiện. Có bốn duyên cho bốn đài chủng, đó là nghiệp, thức, dưỡng chất và nhiệt độ. Dưỡng chất hay còn gọi là vật thực đấy. Ở đây một mình nghiệp là duyên cho cái gì do nghiệp sanh, không phải thức hay là cái gì còn lại. Và một mình thức, vân vân, là duyên cho cái gì do thức sanh, không phải những cái khác. Và nghiệp là sanh duyên cho cái gì do nghiệp sanh, và nó là thân y duyên cho những cái còn lại. Tức là thì nói rằng đó là có những sắc pháp là chỉ do nghiệp sanh thôi. Có những sắc pháp là do tâm sanh thôi. Có những sắc pháp là do thời tiết sanh thôi. Cho nên mình phải biết cái gì là nó là duyên để sanh lên cái sắc pháp đó. Và ở đây có giải thích thêm cái từ nữa là sanh duyên, là chỉ cho cái nhân sanh khởi, mặc dù nó thực sự đã là điều kiện cho nghiệp với tư cách là một duyên. Vì điều kiện này được nói là thiện và bất thiện hành của tâm là một điều kiện, kể như điều kiện nghiệp cho những uẩn dị thục và bảo, và cho sắc do nghiệp sanh. Ở đây đó ý nói rằng đó, hành duyên cho thức, rồi thức duyên cho danh sắc. Là thành ra là thức duyên cho danh sắc, cho nên nó là kể như điều kiện cho uẩn và sắc cho nghiệp sanh. Còn với những thứ còn lại là do thức sanh, tức là tâm sanh đó, đó là thân y duyên. Vì theo trong bộ Vatthana thì thân y duyên chỉ được nói đối với vô sắc pháp. Bởi thế không có thân duyên đối với sắc pháp. Tuy nhiên vì những câu với một người kể như thân y duyên và với một khu rừng kể như thân y duyên trong các kinh, thì thân y duyên có thể hiểu một cách gián tiếp theo nghĩa là vắng mặt nếu không có. Vì chữ thân y duyên này tức là Nissaya Pachaya. Nissaya tức là mình dùng chữ thân y duyên, nhưng thật ra mình hay dịch là gì? Ý chỉ duyên. Tức là phải căn cứ vào cái đó thì cái này, cái căn cứ vào cái này, phải ý cứ vào cái này thì mới có cái kia. Ví dụ như không có cái thức mà đi tục sinh thì không có cái sắc để mà do mà cái tâm quả, cái sắc do nghiệp sanh chẳng hạn. Bây giờ giải thích từng cái duyên một ha. Thức là tên kia là nghiệp rồi, bây giờ thức là sanh duyên cho những gì do thức sanh. Nó là hầu sanh duyên, hữu duyên, bất ly khử duyên của những thứ còn lại. Thức ở đây tức là tâm đó ha. Tâm là sanh duyên cho những gì mà do thức sanh. Bởi vì như mình nói rằng là có những sắc mà do tâm sanh là như nước mắt này. Như là cái người mình khi mà mình sân mình nặng lên thì cái đồ nặng lên đó đó, cái sắc cái là nó cũng do tấm sân sinh ra. Hoặc là khi một người mà sân nặng cái mặt nó đỏ bừng lên thì cái màu sắc đó là cũng là do cái sắc, do cái tấm nó sinh ra. Cho nên cái sắc đó là sắc do tấm sân. Thì nó là phân tích ra thì nó là hầu sanh duyên, hữu duyên, bất ly khử duyên của những thứ còn lại. Hậu sanh duyên, hữu duyên và bất ly khử duyên. Hậu sanh duyên tức là nó có sau. Ví dụ như mình á, mình thấy là khuôn mặt của mình thì khi nào nó có rồi, mà bây giờ mình vì sân mà mình đỏ mặt lên thì cái hoặc là mình sân mình nóng lên thì những cái đó nó có sau cái thân này là do nghiệp sanh. Nhưng mà
những cái cả biểu hiện của cái thân này đó, khi mà có một cái tâm nào đó đó thì nó sinh ra sau, cho nên gọi là hậu sanh duyên. À, hữu duyên tức là do sự có mặt của cái này, nó tạo duyên bằng sự có mặt, và bất ly khử duyên là tạo duyên bằng sự không có tách rời. Rồi thức ăn là sanh duyên, cho những gì mà do thức ăn sanh thì nó là thực duyên, hữu duyên và bất ly khử duyên của những thứ còn lại. Khi nhìn có những vật thực là do thức ăn sanh, ví dụ như là mình thấy là máu của mình á, mỗi ngày máu của mình mỗi ngày nó đều phải thay đổi, và phải có do cái lượng oxy từ đưa từ bên trong ngoài vào vào, rồi xong rồi là những cái vật thực mình ăn vào đó, nó có bão dài dày đó, rồi nó tiết, rồi nó thấm vào ở trong trong cái máu, trong trong những cái máu mạch đó, trong những cái trong trong màng ruột, rồi đưa vào các cái máu mạch đó, rồi mình đưa vào mình nuôi sống á, thì thành ra là những cái tế bào trong người mình á thì nó được nuôi sống là nhờ vật thực cả. Ban đầu nó sinh ra đó, những cái tế bào đầu tiên nó sinh ra thì đó là do nghiệp duyên, nhưng mà những tế bào đó mà nó lớn lên là nhờ vật thực ha. Rồi nhiệt độ là sanh duyên cho những gì do nhiệt độ sanh, là hữu duyên bất ly khử duyên của những cái còn lại. Ví dụ như là mồ hôi ha. Cái thân mình thì nó có đó, mà khi có nóng thì nó mới có mồ hôi, thì mồ hôi nó cũng căn cứ trên cái thân này, cho nên nó là hữu duyên là bất ly khử duyên. Một đài chủng do nghiệp sanh là một duyên cho một đài chủng nghiệp sanh, và cũng cho những thứ do tâm sanh, vân vân. Cũng tương tự với đài chủng do đồ ăn sanh, một đài chủng do thời tiết sinh là duyên cho một đài chủng thời sinh, và cũng là cho những cái do nghiệp sinh. Tức là đó, tuy là sắc nó mỗi thứ là nó cho một cái duyên như vậy, nhưng mà sắc này nó lại làm duyên cho những sắc khác nữa. Ở đây địa đài chủng do nghiệp sanh là một điều kiện cho những đài chủng do nghiệp sanh khác vừa kể, như là những duyên câu sanh hộ tương, hay là ý chỉ duyên, hữu duyên bất ly khử duyên, và vừa là điều kiện cho nền tảng, nhưng không được kể như là sanh duyên cho những đài chủng do nghiệp sanh ấy. Tức là đó, cái sanh duyên là rất là quan trọng. Sanh duyên là nó cái nhân để mà ta sanh ra, còn ở đây nó chỉ bằng cách là hộ tương ý chỉ thôi, những cái duyên này là duyên phù thôi, còn cái sanh duyên là duyên chính. Cho nên cái bộ địa đài này nó hộ tương cho cái kia, cho địa đài này không phải là cái nhân để sanh cái duyên cái địa đài kia được. Ví dụ như đài chủng nên nó phải do nghiệp sanh, nhưng mà đài mỗi đài chủng do nghiệp sanh, nhưng mà đài chủng này duyên cho cái đài chủng kia bằng cái duyên là hộ tương duyên, ý chỉ duyên chẳng hạn ha. Cho nên nó không thể bằng sanh duyên được. Nó là một điều kiện cho ba đài chủng kia ở trong ba tương tục, kể như những duyên ý chỉ hữu bất ly khử, nhưng không như điều kiện nền tảng hay sanh duyên. Và ở đây thì đài cũng là một điều kiện cho ba đài kia vừa kể, như những duyên câu sanh vân vân, và như duyên tương ưng, nhưng không kể như duyên làm phát sanh. Và đối với những đài khác ở trong ba tương tục, đó là một duyên ý chỉ hữu bất ly khử, nhưng không phải là tương ưng duyên hay sanh duyên. Và họa đài ở đây là một điều kiện cho ba đài kia, và kể như là câu sanh duyên vân vân, vừa là duyên duy trì nhưng không phải như sanh duyên. Và đối với các đài khác trong ba tương tục, nó là một ý chỉ duyên hữu duyên bất ly khử duyên, mà không phải duyên cho sự duy trì hay là phát sanh. Mà phong đài ở đây là một duyên cho ba đài kia, vừa kể như là câu sanh vân vân. Câu sanh có nghĩa là cùng sanh ra chung với nhau đó ha. Nó sanh là sanh ra một lần, chứ không phải cả sanh trước cả sanh sau thì gọi là câu sanh. Và đối với các đài kia trong ba tương tục, nó là ý chỉ duyên hữu duyên bất ly khử duyên, nhưng không phải là duyên cho sự bành trướng hay phát sanh. Cùng một phương thức ấy cũng áp dụng cho địa đài do thức sanh, do nhiệt độ sanh và các thứ còn lại. Và khi những đài chủng này đã được phát sinh do ảnh hưởng của các duyên câu sanh vân vân, với ba đài tùy thuộc một theo bốn cách, cũng thế với một đài tùy thuộc ba, với hai đài tùy thuộc hai theo sáu cách, như vậy bốn đài được sinh khởi. Đây là đoạn này là tóm tắt của đoạn trên đấy. Lấy ra một đài khởi đầu là địa đài, thì có ba đài khác mà sự sanh khởi của chúng là do đài này. Như vậy với ba đài tùy thuộc một đài thì sự sinh khởi của chúng xảy ra theo bốn cách,
Cũng vậy, mỗi đài khởi từ địa đài, sinh khởi tùy thuộc ba đài kia. Như thế, với một tùy thuộc ba, thì sự sinh khởi của chúng xảy ra theo bốn cách. Nhưng với hai đài cuối tùy thuộc hai đài đầu, với hai đài đầu tùy thuộc hai đài cuối, với đài thứ hai, thứ tư tùy thuộc thứ một và thứ ba, thứ một và thứ ba tùy thuộc thứ hai và thứ tư, với hai và ba tùy thuộc một và bốn, và với một và bốn tùy thuộc hai và ba, thì chúng xảy ra theo sáu cách, và với hai đài này tùy thuộc vào hai đài khác. Vào lúc chuyển động đi tới, địa đài trong bốn đài là điều kiện cho sự ép. Đài này được trợ lực bởi thủy đài, là một điều kiện cho sự an lập trên một nền tảng. Nhưng thủy đài trợ lực bởi địa đài là một điều kiện cho sự hạ xuống thấp. Hỏa đài trợ lực bởi phong đài là điều kiện cho sự nâng lên. Phong đài trợ lực bởi hỏa đài là điều kiện để nhích tới trước và nhích sang hai bên. Ở đây là giống như mình nói đang đi trong cái mỗi bước chân vậy đó. Lúc chuyển động đi tới đó, mỗi cái bước chân đó, thì trong đó là mình đều thấy là địa đài, hỏa đài, phong đài đó, cái sự ép tới, rồi sự nhấc lên, hạ xuống đó, thì đều là biểu hiện của tứ đài. Thì trên đây là tác ý bốn đài về phương diện phân tích các điều kiện hay là duyên. Khi hành giả tác ý đến chúng về phương diện ý nghĩa, danh từ vân vân là 13 cách đó ha. Theo cách nói trên thì các đài chúng trở nên rõ rệt đối với vị ấy dưới mỗi mục. Khi vị ấy tác ý nhiều lần, chú ý đến chúng thì cần hành định khởi lên theo cách đã nói. Và định này cũng thế được gọi là định rõ bốn đài chúng, vì nó khởi lên nơi một người phân tích bốn đài chúng do ảnh hưởng của trí kiến, tức là nhờ có trí kiến mà mình thấy rõ bốn đài chúng. Vì tỳ kheo chuyên vào việc phân tích bốn đài thì đặng mình trong không và bỏ cái tưởng về chúng sanh. Dùng chữ đặng mình này thì mình thấy nó cũng hơi không, nó hơi bị thiên có tiêu cực một xíu. Thật ra khi mà mình phân tích bốn đài thì mình thấy cái không rõ hơn, bởi vì phân tích bốn đài thì đâu có ta nữa đâu, đâu còn cái ta, cái chúng sanh nào trong bốn đài đâu, và cái thân này chỉ là bốn đài tạo thành thôi. Cho nên vì vậy ấy, thấy cái không và bỏ cái tưởng về chúng sanh, không còn chúng sanh nữa. Vì vị ấy không nuôi những tưởng tượng sai lạc hay là vọng tưởng về thú dữ hay là ma quỷ vân vân, do đã từ bỏ chúng sanh tưởng. Vì ấy nhiếp phục được sợ hãi, khiếp đảm, nhiếp phục ưa và chán. Vì ấy không vui mừng hay tiêu nghiệu. Vì hai từ trong tiếng Pali là chữ Uggahata là vui mừng và Niggahata là tiêu nghiệu. Trước những chuyện đáng ưa hay là khó chịu. Và như một người có trí tuệ lớn, vì ấy hoặc được niết bàn bất tử ngay hiện tại, hoặc được hưởng đến một thiền thú. Tức là nếu như mà nhờ quán tử đài này đó mà thấy được không vô thường vô ngã đó, thì vì đó nếu như ngay kiếp này được niết bàn bất tử ngay hiện tại, tức là chứng được quả a la hán, thì là bất tử, tức là không còn tái sanh, thì không còn tự chết nữa đó, chứ không phải là bất tử là không chết nha. Khi mình dùng cái từ niết bàn bất tử á, không có nghĩa rằng người đó mà chứng đắc niết bàn người đó không có chết, nhưng mà người nào chứng đắc niết bàn thì người đó là vô sanh, mà vô sanh thì bất tử. Còn tới thì khi mà thân hỏi mạng chúng thì là mà bỏ cái tấn tử đài này thì vẫn phải bỏ thôi ha, chứ không, cho nhiều người đọc tới đây nó đạt được niết bàn bất tử đó, tức là không chết, là sống hoài thì không có đúng. Còn nếu như mà không đạt được a la hán thì sẽ hướng đến được một thiền thủ, tức là sanh vào cảnh giới an vui, tức là quậy người hoặc là các quậy trời. Phân tích bổn đài chủng hay là phân biệt giới luôn luôn là sở hành của người trí. Bậc thiên giả thẩm sứ tử sẽ lấy đề mục vị đài này làm trò chơi. Dùng cái từ trò chơi này đó, nó cũng một cái từ để mình biết, tức là cái nơi để mà mình thường mình đùa giỡn, mình bên ngoài mình chơi đùa đó, là mình thích cái này thích cái kia đó. Còn trò chơi ở đây tức là cái đề mục thiên của mình đó ha. Thì trên đây là mô tả về sự phân tích tử đài, và tới đây tức là chấm dứt hết tất cả cái phần các 40 đề mục của thiên chỉ, và tới cái phần là kết luận của tu tập định ha. Đến đây là hoàn tất trong mọi chi tiết luận giải về ý nghĩa câu làm thế nào định cần phải được tu tập. Trong loạt vấn đề khởi đầu, thế nào là định được đặt ra để chỉ rõ phương pháp tu tập định với đầy đủ chi tiết.
Đình muốn nói ở đây có hai thứ là cần hành và an chỉ. Ở đây sự nhất tâm trong trường hợp 10 đề mục thiền và trong tâm đi trước định. Trong trường hợp các đề mục còn lại thì gọi là này thì gọi là định an chỉ. Bởi thế định được tu tập dưới hai hình thức với sự tu tập các đề mục thiền này. Do vậy ở trên kia nói là hoàn tất trong ngoài chi tiết. Và tiếp theo là nói tới những lợi lạc của việc tu tập định. Có 5 lợi ích là hiện tại lạc trú vân vân. Vì sự tu tập định đem lại hiện tại lạc trú cho những vị A-la-hán đã phá hủy các lầu hoặc khi tu định, nghĩ rằng ta sẽ chứng và an trụ nhất tâm tròn một ngày. Do đó Đức Thế Tôn dạy, nhưng này Chun Đa, đấy không phải cái gọi là viện ly trong giới luật bậc thánh, đấy gọi là hiện tại lạc trú ở trong giới luật của bậc thánh. Cái này đó là trích trong kinh, là kinh Đoạn Giảm, trong trung bộ kinh, trong bài kinh Đoạn Giảm thì có nói rằng đó là tu tập định thì nó không phải là viện ly, mà nó mới gọi chỉ là hiện tại lạc trú thôi. Khi phàm phu và hữu học, đầu tiên là nói tới các vị A-la-hán nha. Nếu như các vị A-la-hán mà tu tập định thì cái đó gọi là hiện tại lạc trú của các ngài. Còn bây giờ đó, phàm phu và các bậc thánh hữu học mà tu tập định thì nghĩ rằng sau khi xuất định chúng ta sẽ tu tập tuệ với tâm đã định tĩnh. Thì sự tu tập định an chỉ, tiếng Anh gọi là absorption concentration. Hoặc cái này thật ra là hai chữ này phải có dấu phẩy. Absorption hoặc là concentration. Thì gọi là absorption. Thì hai từ này điều chỉ cho là định an chỉ đó. Chứ không cần đi chung với nhau. Mỗi chữ là điều có nghĩa là định an chỉ rồi. Đem lại cho chúng lợi ích của tuệ bằng cách làm nhân gần cho tuệ. Ở đây đó, bởi vì phàm phu hay hữu học đó, thì mình không có phải là dùng định để làm hiện tại lạc trú, mà dùng định để làm nền tảng để thả chuyển qua thiền quán. Bởi vì khi tâm mà đã định tĩnh rồi thì quán nó mới sâu, mới rõ. Và cũng vậy, định cần hành, tiếng Anh gọi là assess concentration, đem lại lợi ích, là một phương pháp đạt đến những cảnh giới rộng mở trong những hoàn cảnh chật chội. Và ở đây là chủ thích được số 1 là xem bộ trong bộ kinh tập 1 trong 179, quá trình hiện hữu trong vòng tái sinh luân hồi một chỗ rất chật chội, là đầy chật bởi những cấu ý của tham vân vân. Bởi vậy Đức Thế Tôn dạy rằng, này các tỳ kheo hãy tu tập định, vì một tỳ kheo định tĩnh thì biết đúng. Trích từ Tăng Chi Bộ, xin lỗi, Tương Ưng Bộ Kinh tập 3 trong 13. Nhưng khi họ đã làm phát sinh được tám thẳng xứ và mong muốn được các loài thần thông như được mô tả, tám thẳng xứ tức là bốn thiên chỉ, bốn thiên sắc giới và bốn thiên vô sắc, gọi chúng là gọi là tám thẳng xứ. Thì và mong muốn được các loài thân thông tức là mình có là lục thông ha, hoặc là trong trường hợp thiên chỉ đó thì mà chưa đắc a la hán thì có ngũ thông, như là vì ấy từ một thân hóa ra nhiều thân, cái này gọi là thân túc thông ha. Họ làm phát sinh những loài thân thông ấy bằng cách nhập thiền, kể như căn cứ địa cho thân thông, rồi xuất khỏi thiền ấy. Như vậy sự tu tập định an chỉ đem lại cho hành giả lợi ích của các loài thần thông, vì nó trở thành nhân gần cho các thần thông khi có dịp. Do đó Đức Thế Tôn dạy, vì ấy đạt đến khả năng chứng ngộ, do sự chứng ngộ về thẳng trí mà tâm vị ấy hướng đến khi có một cơ hội. Thì thẳng trí là tên khác của thần thông, tức là chữ Apinya đó. Thì như vậy đó là cái lợi ích thứ tiếp theo của thiên của tu tập định, tức là có thần thông, thẳng trí. Khi phàm phu mà chưa mất thiền định của chúng mà muốn tái sinh vào phàm thiên giới như sau, ta hãy tái sinh vào phàm thiên giới. Hay dù cho vị ấy không thực sự bày tỏ khát vọng ấy, thì sự tu tập định an chỉ cũng đem lại cho vị ấy những lời lạc của một thiền thủ, vì định an chỉ bảo đảm cho việc ấy.
Vì vậy Đức Thế Tôn dạy, chúng tái sanh ở đâu? Sau khi đã tu tập sơ thiền một cách giới hạn, chúng tái sanh đồng trụ và chư thiên ở cõi trời đại phạm, vân vân. Và ngay cả sự tu tập định cần hành cũng bảo đạt một hình thức tái sanh tốt đẹp hơn trong những thiền thủ thuộc dục giới của thiền định đó, đó là được sinh vào các cõi trời. À, nhưng mà vừa rồi mà vị nào mà có học trong cái rung mà ví dụ pháp đó, thì trong đó mình thấy là người nào mà khi mà một vị phàm phu mà đắc thiền, mà nếu như đắc được sơ thiền mà không bị mất á, thì sinh vào tầng tầng trời sơ thiền thì gồm có ba tầng trời, tức là phàm chúng thiên, phàm phù thiên, rồi đại phàm thiên, rồi tới nhị thiên và tam thiên, thì sinh vào quải cảnh cảnh giới của nhị thiên, thiệu tình thiên, rồi là biển tình thiên, rồi quán âm thiên. Cứ như vậy đó, thì mỗi cái tầng thiên thì sẽ sanh vào một cái cảnh giới tương ứng. Tầng thiên càng cao thì cái tầng trời nó càng cao và cái phước báo nó càng cao hơn. Còn ngược lại, nó chưa có đắc được thiên, chưa đắc được thiên định á, mà mới chỉ cần định thôi, dù thì mới chỉ đắc được định cần hành thôi, mặc dù hành thiên nhưng mà chưa có đắc được cả cái tầng thiên sơ thiên tử thiên, cái tới tử thiên, mà mới chỉ được cần hành định thôi, thì cũng được tái sinh tốt đẹp vào trong những thiền thủ thuộc dục giới, tức là kama sukha sugati kuma ha, là phu mỹ ha, kama sugati kumi, tức là thiền thủ thuộc dục giới, tức là từ quậy người cho tới sáu quậy trời dục giới. Bởi vì á, chỉ có là đắc thiền định thì mới và sanh được quậy trời sắc giới. Còn những người cũng có hành thiền mà chưa có đắc định á, thì sanh vào quậy người và cả cái quậy trời dục giới. Nhưng khi những bậc thánh đã chứng đắc tám giải thoát tu tập định với ý nghĩ ta sẽ nhập diệt định và không tâm trong bảy ngày, ta sẽ được hiện tại lạc trú bằng cách đạt đến diệt thọ tưởng, nghĩa là niết bàn. Và khi ấy sự tu tập định an chỉ đem lại cho những vị ấy lời lạc của diệt. Do đó Bồ Patisamphida là vô ngại giải đạo nói trí tuệ kể như sự làm chủ do 16 loài trí kiến và 9 loài định là trí thuộc diệt định. Tức là cái này thì đi quá sâu vào trong một cái loại trí tuệ thì nhiều nhiều lắm. Ở trong thanh tịnh cái bộ vô ngại giải đạo cũng nói tới 72 loại trí tuệ lắm. Thì cái này mình cần đi sâu. Nhưng mà ở đây đó, cái lợi ích cao nhất của thiền định đó là vào được diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định. Và khi mà vào đó đó, một vị mà để chứng được như vậy đấy, thì khi mà nhập diệt thọ tưởng định đó, là sống không tâm trong 7 ngày. Và hiện tại không tâm là bởi vì sao? Thọ, diệt thọ tưởng là không còn thọ, không còn tưởng, tức là không còn tâm. Mà khi mà không còn tâm đó, thì cái tâm đó là thật sự, một cái thật sự là yên, thật là yên, thì gọi là hiện tại là trụ đó, một cách tuyệt đối đó ha. Còn tâm thì nó còn có là sinh diệt, mà khi mà ngưng cái tâm luôn trong cái trạng thái đó thì gọi là trạng thái không có tâm. Mà muốn đắc được nhờ mà diệt thọ tưởng định á, vì đó ít nhất là phải đắc A-na-hàm. Chỉ có các bậc thánh A-na-hàm và A-la-hán đó thì cái mức đó mình có thể nhập vào được diệt thọ tưởng định. Nhưng mà cái diệt thọ tưởng định này tối đa là chỉ có 7 ngày thôi. Thì đấy là lợi ích của định tu tập gồm 5 thứ, bắt đầu từ hiện tại lạc trú. Bởi vậy người trí không quên tầng tâm theo đuổi sự tu tập định, nó thanh lọc ô nhiễm của phiền não cấu và đem lại quả báo không thể tính lường. Tức là khi mà tâm mình có định á, là cái phiền não nó không có khởi, cho nên là thanh lọc được tất cả những cái ô nhiễm đó và nó đem lại 5 cái sự quả báo ha. Và đến đây trong thân tịnh đạo được dạy giữa những đề mục giới định tuệ, và trong bài kệ người có người trụ giới có trí tu tập tâm và tuệ thì phân định đã được giải thích đầy đủ. Đó là mình đã đi qua hết mà 40 đề mục của thiền định rồi ha. Bắt đầu là từ 10 niệm nè, tới là 10 kasina nè, rồi là tới là tự vô lượng tâm nè, rồi là xem là 10 10 niệm, 10 tùy niệm, 10 kasina, rồi đến là tự vô lượng tâm, rồi là tự đại, rồi là tự thiền vô sắc, rồi là gì nữa,
rồi là sự đáng, rồi là sự đáng chán của vật thực, rồi sự tịch tình đó ha. Thì nói chung là cả thầy là 40 đề mục là mình đã đi qua rồi. Phần định hồi đó đó là mình đang nói tới cái phần phần tu tập đó, mà sau đi đi một hồi đó là thôi đi cho hết từng cái phần thân tụ trường thiền định luôn, cho nên là mất cũng là như cũng mấy tháng xong hết mấy cái đề mục này đó. Thì bởi vì thấy là thanh tịnh đạo á, giải thích nó vừa có cái ưu điểm, của thanh tịnh đạo là giải thích cái nào thì có cái chi pháp, và nó có cái từ căn, cái ngữ căn khiến cho mình hiểu một cái từ đó là mình hiểu từ cái gốc từ, rồi mình hiểu cái chi pháp nó rất là rõ. Tuy nhiên nó có một cái mà chính cái ưu điểm đó rồi mà đi sâu quá nó cũng trở thành cái gọi là cái điểm yếu đó, tức là nó quá chia sẻ, quá chi tiết, và đôi lúc làm cho người đọc mà cảm thấy nó nhiều quá, rồi mình đi một hồi mình cảm thấy mình đi lạc và mình đi mơ hồ nhiều quá, mình nặng, mình không nghĩ là mình phải thể hiểu hết thế. Và cho nên là mình đọc cho biết thôi, và sau khi đọc qua những cái đó đó thì cái hay nhất là mình tóm tắt lại, bởi vì sau này quý vị có thời gian quý vị đọc lại, quý vị nghe lại đó, mình ghi lại những cái ý chính. Ví dụ như là về 40 đề mục này thì mỗi đề mục á, nó là cái tính chất của mỗi đề mục đó như thế nào, cái cách thực hành như thế nào, tới cái gì, và nó thích hợp cho những người có cái căn tánh nào. Để buổi sau đó mình sẽ nói về cả cái căn tánh và những cái đề mục mà phù hợp với mỗi căn tánh ha. Cái này hình như mình chưa có đi qua. Ví dụ như có 6 căn tánh, 3 căn tánh thiền và 3 căn tánh bất thiền. 3 căn tánh thiền tức là tánh tham, tánh sân, tánh si, là bất thiền á. Còn 3 căn tánh thiền á, là tánh tánh tính, tánh tâm và tánh tuệ. Và mà mỗi cái tánh như vậy thì biểu hiện như thế nào để mình biết là mình thuộc tánh nào, và một người mà có căn tánh như vậy thì nên chọn cái đề mục nào, rồi chọn cái trụ xứ như thế nào. Thì bộ thanh tịnh đạo có nói cái này cũng khá là kỹ, cho nên là buổi thứ 7 tuần tới. Dạ rồi, thôi bây giờ cũng hết giờ rồi, xin mời đại chúng mình chắp tay niệm hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thương ngự rõ thôi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc khanh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lai. Xin chào tạm biệt quý vị.